Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Bitbomb VN. Mình là Vinh, nói lần này hết Mình lộn là rồi, Quốc thấy chưa Tuấn. mày? Mày thấy chưa, lần này là tao hết lộn rồi, mày thấy chưa? Hay. Ê, nhỏ này Chị... bớt thăm quần rồi nè mày. Nhỏ nào bớt thăm quần, nhỏ này hả? Nhỏ này nè. Nhỏ này phải không? Ê, như thấy mày biết, mày biết tại sao mà bớt thăm quần không? Tại vì hiện tại là đang có một cái cao thủ thăm quần ở đây nên là nó phải ém sức mạnh xuống. Nó không thể nào mà hơn cái sức mạnh cao thủ thăm quần ở đây, anh em thấy chưa? Vừa lại là thấy quần thăm ngay mắt trà bá lửa luôn rồi. Bỏ đi rồi kìa, bỏ đi rồi kìa. Nói nhục quá, bỏ đi chứ ở lại làm gì? Thấy Mino thăm quần ở đây không dám lỡ đâu. Nhỏ này cầm súng gì đây? Ồ, súng sụp luôn chứ vẫn ha. À, sốc lọ hả? Sốc vậy nào, không có nào chịu nổi đâu nè. Dạ, dạ này dám tôi đẳng cho sốc lọ à. Mấy phi châu nè, đẳng cho sốc lọ cũng tan đời thôi. Được gãy đầu. Gãy đầu, thấy mày cái gãy đầu liền. Ủa tao có gì đâu gãy đầu mày, con ai biết? Con đẹp vậy thôi chứ. Mày hỏi đó đó, sao mà gãy đầu? Nhìn mày. Cái đầu nó không có tóc, nó thành trọc dương mà con rắn nó gãy nữa, mày thấy là vô cùng ý nghĩa luôn rồi. Rồi đi lẹ đi, làm vụ gì? Mới đi ha. Qua khu vực mới. Mày là chủ phòng cho mày quyết định. Chứ không lẽ mày quyết định được mày? Ừ, tao quyết định được, tao cũng quyết định rồi mày. Tại tao quyết định không được thôi, nếu mà quyết định được thì chắc chắn là tao sẽ quyết định rồi. Còn thằng này chết nữa. Chết chết mà cứ hiện bên đây hoài à. Đã thứ chết rồi thôi đi. Thằng đó chết đâu chết cha. Mày chưa giết được ba trùm nhỏ của nó sao, giết ba trung sĩ sao giết được nó? Không, tao thì cái hình cái thằng chết rồi á, cái thằng bên khu vừa chiếm á, mày hình khác mà, nói chung là mỗi cái thâm là cái khác á. Ở chỗ này chỗ nào đây, làm gì đây? Chạy bộ qua mày. Trời đất ơi. Mày có cái gì đâu, đi để coi đâu. Đâu chạy bộ đâu, tao chạy bộ coi. Chỗ nào? Mày chạy lên cái bồn này phá cái bồn luôn. Lên phá cái bồn mà sao chỗ này nhìn quen quá vậy? Quen chứ nha ông đầu. Ê để tao nói chuyện với này coi. Chờ radio hết nói coi. Ủa gì cha. Vì em tự nhiên đi đâu bụng kì hả? Vậy em. Ai biết tưởng bắn không nổ, bắn thử coi nổ nào ngờ nổ thiệt. Đi đi rồi, đi. Chuyển cho cái vị trí nồn nè. Đó thì chiếm nồn luôn. Mình cũng xin lỗi anh em về mà hôm nay thì ra video chậm, thì lý do là tính của mình thì cứ bị tiêu chảy. Trời đất ơi. Mang biệt danh là Tấn Nghĩa rồi mà còn tiêu chảy, anh em biết là nó cỡ nào đó, nên là không có thể mà chơi được những game khó như vậy, là được chỉ game chơi được khó những game gì đơn mày? Giản. Đơn giản như Dragon Ball, còn vô game này mà vô nó phá quá ai gánh nổi. Mày tiêu chảy gì, tao đi đầu quân cho Tào Tháo thôi. À vậy là chưa tới mức gọi là tiêu chảy hả? Vậy là chỉ là mới có bình thường thôi phải không? Bình thường mà tao nói. Mới đầu binh cho Tào Tháo thôi mà làm quá vấn đề lên nè. Gì đây? Mới chỗ có bình này thường à, phá thôi mà đó phải hả? Nhập viện rồi. Phá đi. Đó, phá này nó được 3 thằng. Để đó tao là tao bẻ cổ 3 thằng lượt nè. Đây nè bé cưng. Tao tính bắn cung làm pha cho đẹp, mày làm gì cho đẹp lên gì lên đẹp hình, lên tao bẻ vô, cổ hay hả mày, cho nó đẹp chứ. Rồi sóc lọ đi, sóc lọ mày hãy hiện trình đi. Tôi để tao làm phát 3 thằng. Con Mina hôm qua mới chết lúc nãy rồi giờ tao tưởng chết nữa chứ. Kệ chết nữa kìa. Chết luôn rồi. Trời cái gì kỳ vậy, hồi nãy nó chết đằng kia rồi giờ chết luôn. Bành hán ra đây luôn. Hư gì. Ê, mà sao mà mấy nay nó nghiêu dữ vậy. Ê mày thấy đây lòi cây sắt ra luôn nè. Rồi rồi rồi, cú có gai rồi. Ủa mày sao lòi sắt đây mà. Chắc đây là trứng run bluetooth của ông nội Tokuda nhét vào cháu gái bây giờ lòi ra. Ai kì vậy. Cú có gai. Nào vậy, nào chữ kìa. Thôi rồi, chết rồi. Rồi. Nước lại làm như một vị thần gì luôn, đỉnh đó, cao đẳng cấp vậy, đúng đó, đâu chữ em gì gì nữa. Quần kìa. Chữ gì, thằng lát nó hốt đầu nó luôn á, đâu, đi đâu, đi chỗ nào đây. Đi lẹ đi. Ta cũng khó đi lắm. Nồm. Mày, nè, chỉ cái mày nồm, cắm mà, cái nồm đi. Nằm tuốt trên đây lận. Cắm đi tao đi. Cái nồm sao quá.
hình như sao tao chơi này tao bấm tao bay tao nhảy luôn, người ta tao thấy giống giống game gì á. Game gì? Dying Light, đúng rồi, quen rồi. Cái này phải dịch chuyển qua cái thuyền, lấy thuyền chạy đi, mua thuyền mày. Tiền đó, mua thuyền, tiền không có tiền mua súng, mua thuyền. Mua thuyền chứ. Tao không có tiền. Dạo này nghèo khổ lắm. Dạo này tiền không có ăn khô nữa, nói chi mua thuyền. Mấy game này ta lót game vậy á, còn như cái ARK lót game thấy mà gớm lót nên nó chưa nó với Gata giờ lót game cái buổi rồi. người ta lót game ghiền vậy thôi chứ mày không mà Gata lót lâu á thì ta đó là chữ ARK lót lâu ta chịu, tại vì mod map thì nó nhiều cái nó không được tối ưu cài. Mua thuyền gì? Bữa nay máy bay hả? Ta thấy đây nó hiện cái dấu ngoắc lên rồi mà. Cô phải chờ tao bỏ 3.600 tiền ra để mua nữa chứ. Có thiền chiến nè, ngon mua mày. Chiếc rẻ nhất nè, tao mua chiếc rẻ nhất 1.000 này mày. Phải tiết kiệm thôi chứ đã ta không có rồi, tiền. Rồi thả thiền ra mau lên đi. Có cần câu ở đây nữa nè. Có Akakunda ở đây nữa, tao không cần Akakunda. Đó, người tao không nghèo, không có tiền nên là đâu có dám mà mua đồ mắc tiền, mua thiền thôi. Đi lưỡi câu cá kinh. Lên thiền câu cá làm giàu có gì đâu. Ê lên thuyền này coi câu cá được không? Câu được móc họ à. Đâu được không? Thôi thử coi. Không, nó khóa cần câu rồi mày ơi. Nó không cho thì được cần câu. Mấy thuyền kia kìa, thuyền này sao mà câu cá được. Phao kìa. Câu chạy mấy cảnh này nhìn nghe hơi khớt nhờ. Chưa ra dịch bôn mấy game thì qua game này nhìn thấy nó khác, nó lạ liền. Nghe đổi gió, đổi không khí liền luôn. Cái thằng Cùi Bắc cứ tối ngày cứ để cho phụ nữ con gái chạy thuyền chạy xe chở không thấy vô dụng không? Vô dụng gì, con gái là phải tập cho mạnh mẽ lên tí chị cứ lịch vô gì kêu đàn ông làm không à. Ờ quân mình nó còn tí nó đẩy cho nó cái súng phóng lựu ra. Lên đây nè đầu dụng ông cho ông chơi coi đó, qua khu của rắn bứa ra rồi lãng ơn mày. Khu tao lượng quý lúp ngoài đại lộ Đông Tây này nè. Là khu, đây gọi là khu tao lượng. Ê, quỷ già này đang ngồi đàn hát vô lấy thuyền mày, vô lấy thuyền chú ý lấy thuyền câu cá, nói chuyện xong lấy thuyền câu cá. Để nói chuyện đi. Ừ. Hai vợ chồng quỷ già. Tao giờ tao câu cá à. Đây. Tao gọi cái gì cho nổi. Phải dùng xa xa vậy chứ anh em. Kéo kéo cả đâu, ăn đi. Ê mày lại mày quay qua con tao, có thấy cái con tao ịnh vô mặt nó chưa? Lắm. Thấy chưa? Chạy rồi. Ịnh gì? Ồ. Thấy gì đâu? Là mày không là đây. Có thằng đó nãy đang nhìn nghiên cứu nè. Như là nó thấy đùn hết. Nó nói thằng quỷ kia mình con mày. Được vậy sướng vậy. Câu cá nè. Nước tràn cá lội, cá quê, cá ngạch, cách câu khác nhau nhiều lưỡi câu thần. Đi đi. Thiền chữ kìa. Phi Long. Lấy thiền nó chữ nó oxit kìa. Kệ nó chứ. Câu cá gì kỳ mày? Quấn từ từ thôi. Lũng keo. Tao chờ cho vô gần tí nữa mà. Lên. Câu cá gì bự vậy? Hết tiền. Rồi đứt dây luôn rồi. Thôi đi chiếm nồn mày ơi. Thôi đi. Lâu quá quên cái cách câu cá rồi. Tao nắm tao kéo riết đứt dây luôn. Cá đây dạng cá bự rồi nha, không giỡn đâu. To đùng bự chảng đấy. Giờ chiếm nồn thầm lặng nha. Đó thấy được cái lo chưa? Mà chơi là chơi bắn lo nó làm gì? Có tăng cho mày hai thằng đây. Tăng. Sao thấy đây. Được kìa. Ừ ơi. Làm ăn thì bất nhân, làm gì mày nổi lình bình rồi. Thì tao tính tao bắn nó chết, ai ngờ sao nó lan qua nó nổ chết mình luôn. Nó hại mình anh em. Bởi vậy cái thứ đó báo ứng trời trả báo mà. Hại mình đâu có chết mà nào ngờ nó chết. Thấy không, mình giờ còn bao tự nhiên. Tao dự định bắn là nếu mà thí dụ như mình trời lưu đạn mình chết chứ nó không chết. Ai ngờ tao tự tính nó thử bắn nó nổ thiền chết cả hai mà sao kỳ thiệt. Nó bao ngộ vậy. Kỳ gì?
ta dạng Ê, tình mày coi đỉnh tướng, cao mày quá nhảy chết. xuống nước mày bơi lại coi tướng quỷ già này bơi kỳ quá à. Kệ đi, mày đừng dụ tao không dưới nữa. Mày định vũ nhầy tao hả? Ê, gì vậy? Kìa trên đó kìa. Tao thấy nào đâu. Ở đây rồi. Thấy được hai mem. Mày bắn gì vậy? Bắn chết rồi, thấy chưa? Thấy rồi. Thằng kia đâu thấy. Nó giờ mới thấy tao nè. Tao bắn. Ủa tao bắn ngay luôn không trúng mày. Mày hả mày? Chịu hả? Tao là bắn một phát là chết liền. Mày bắn cung, mày bắn cung nói gì? Cung đâu cung? Đâu rồi ta? Bắn súng cung rõ ràng. Cung tao đâu rồi? Giờ vô là cái cung trong cái này cùi quá. Cung rồi tao chơi cung cho mày coi. Ý là tao nói là cái cung trong cái này cùi quá phải có cái cung kia kìa. Để tao. Cung này chỉ là để bắn bắn chơi thôi. Thâm nhập vào căn cứ liền. Kéo chầm rì. Ở đây có một cái thằng tẩy não bắn xem bộ hơi khó chết à. Thằng đó để giết sao lại bẻ cổ đó sao? Bắn khó chết lắm. Coi có thằng này bơi, nãy tao thấy có thằng này bơi á. Thâm nhập vô, từ từ thôi. Đó lại bẻ cổ đó, để tao lại tao bẻ cổ mày lại kiếm tắt chương bảo động đi. Mày tưởng đâu dễ lắm hả mày? Tao lại tới chương bảo động rồi nè. Ngã liền. Tiếp còn dài em đó, nữa. Già tay não nè. Tắt chung bảo động chưa? Chưa hả? Nè tao tắt nè. Tắt rồi, tắt một bên rồi còn một bên cái này hình như tao nhớ hai chuông. Leo đây có anh khi nào thấy tao không ta? Lên trên đó có này bơi á. Đằng kia. Người ta là bẻ cổ tăng. Xem bộ khó chuẩn trong tập bắn lắm anh em. Tăng để bẻ cổ đi đừng ấy. Ở đây có đến hai thằng à. Hai thằng đó lận. Phát hiện rồi hả? Ừ phát hiện rồi. Ừ ơi. Lấy một viên định giang sơn. Này bơ chừng nhấn chuông á. Tao bắn bể chuông lấy gì nhấn. Lấy lúa. Thầm lặng mà như tao vậy chứ. Leo đốt nhà nhắm xuống. Bắn nó tại này là liền. Không có cứ y tưởng đâu có chó nó phát hiện tầm nhìn hết rồi mới đi cái đó. Quên. Chưa. Chứ bình thường giống như Faraday 3-4 là mình ngồi đi vòng, ta đi vòng ta lấy ống nhòm để nhìn rồi. Cẩn thận nhòm từng thằng chứ, tao nói hai thằng đó mà lợi mày bắn manh động quá làm thằng Tăng nó lợi. Trong đây cũng quen, cứ tưởng đâu lấy chó ra rồi, cứ chạy đi. Ok, trên đây chiếm được khu này rồi nè. Máy quên này lấy bắn, chó máy này nè. Bắn nổ chắc nè, bắn thử cho nổ. Đã quá. Nói chung á, cái dân này toàn dân phá hoại không anh em, cái gì không có chứ phá hoại có thừa. Đâu kiếm kép sắt trong đây có không? Mẹ này coi. Trong đây giống như một cái phòng nó thí nghiệm. Ôi, như là một cái khu quen vực thú y á anh em. Ở vô đây tiêm chích chó gì trong đây nè, nghe ghê thiệt chứ. Coi đây còn gì nữa không? Được một cái khiên. Không biết cái khiên đó để làm gì ha. Chắc là mở một cái món đồ nào đó nó quan trọng ở trong đây. Nó chỉ thêm vị trí nồm nữa. Phi tiêu không cần, full rồi. Gì đây? Quỷ này la với tao, con sói kia. Nó la không? Tắt nghẽn âm thanh liền. Ở trong đây có chỗ nào lượm đồ không mày? Tao biết tao lượm được cái khi, tao biết cái khi đó để làm cái gì. Cái này quánh không banh rồi, quất không bể rồi. Đây rồi. Kiếm nãy giờ cũng tìm ra được kép sắt anh em à. Vậy là mình chạy vòng nãy giờ. Lấy chứ 250 tiền chứ ít ỏi ha. Vậy mà từ nãy mà không thấy ta. Bên đây gì đây? Nãy nó mua thiền hết ngàn cái nổ tao. Lấy liền. Rồi đâu nữa mày? Vị trí đồn nữa đâu? Chiếm đồn nữa hả? Để coi. Chiếm thêm cái khu này nữa đi.
hoặc là làm vụ, mày muốn làm gì làm, mệt quá. Nói chung là mày là chủ hơn chủ phòng thì cứ chiếm đồ đi, tao vô tao đi phá. Ở chỗ này còn không có chỗ bán xe nữa trời. Có xe đây nè. Rồi lấy xe đó chạy đỡ. Ủa, xe sói mình chạy cũng ngon chứ. Ly. Vậy mà không sao ta, không giằng miệng chết sói ta. Rồi lấy thử đỡ đi. Chạy 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 sói gì sói gì. Ở trên xe rồi đâu có biết gì đâu. Bắn nó ừ bắn vô. Nó một con sói làm loạn giang hồ. Tao lấy súng lựu ra tao nện nó này. Rồi chạy đi mày. Mày đâu lên xe? Chạy đi miễn tao lên thôi chứ. Từ ừ. Chết à. Tao mới chiếm được cái nồn mày cho mày phá chỗ này. Quá phá tanh bành xẻ máng hết chứ đây nữa nè. Đúng thiệt chứ, cái thứ gì thứ dân phá hoại mà giờ sẽ đụng kẹt luôn. Hôm nay là mày tao thấy mày phá chứ ai phá. Mày bảo vậy mày phá đấy, mày chạy tới đâu nổ tới đó là sao? Dân phá hoại thiệt trái luôn rồi kìa. Làm gì mà mấy nhỏ la chứ luôn thiệt bây giờ chứ ở đó học như cái con xe à. Được anh em à, đang nhắm tới. Chạy gì mình đụng hẻo lả lần đu cũng được cái chứ. Ui lắc quá anh em không bắn được. Đâu ơi vậy mà cũng tao phá được hàng rào cho được nữa. Gì sao vậy? Đúng mấy thứ dân qua phá hoại đi chung có khác mà. Đi mày phá rồi. Hơn tao đó, tao đứng trên đây tao ngồi tao nhìn thôi kìa, thấy tao rồi kìa. Đâu. Mày hả? Tài xế xe thùng. Tài xế lạng cái ớn à hả? Rồi giết bắn nổ sóc xe lọ, luôn. Sóc lọ liền. Nó quá. Vậy chứ. Trời ơi, vậy dân. Đằng kia thằng nữa kìa. Gì đây, đằng sau lưng nữa. Đâu. Xây ra để bắn. Ôi. Cho dễ dàng hơn à. Rồi bắn súng phóng lựu đâu mày. Bắn thùng. Đây là có ký hiệu hình con nai. Vậy khu vực này nai nhiều lắm nha. Mấy nay già nào rồi đây tao phan tao đụng bể từ nay vậy coi. Ủa sao bể, tao khắc bằng gỗ mà thiệt cứng sao mà đụng bể được. Cái đúng mạng mày gì? Chưa chết nữa may rồi. Đúng rồi, lát dí theo ghét, lát ghét dí theo rượt theo giờ. Mấy này dạng thùng dai lắm. Ờ gọi xe tiếng máy nghe kêu dở thiệt, đúng xe thùng luôn. Xe thùng mà đâu tiếng máy kêu hay. Ờ bạn báo biển gì không tha chẳng ban hết, khó khăn lắm mới đóng được dài cái bản báo đó. Nghĩ lòng nào đông tánh bạch ký hiệu nay được cho trời đất ơi, cái xe sao biến trước mắt hay vậy. Mấy này riết giờ thành ma thành quỷ hết rồi, nó không phải là con người. Tao lát tao tấn công thầm lặng bằng cái sẻng cho mày coi nè. Một cái sẻng mà tao tấn công hết nguyên đồn, mày coi đi. Không có xài súng dập thanh mà tao coi biết có để tao xài hay không thôi. Tao sẽ xài tay không. Tao xài sẻng hay xài tay không nè. Coi nào đỉnh cao đỉnh điểm hơn. Đi sau lưng nó được cái gì. Miễn là được nó được có thằng phụ trợ. Trợ nó có thằng phụ trợ thôi. Hoàng quèo. Hoàng quèo. Có gì đây có khói đây. Công công quẹo quẹo. Có chuyện gì? Gì sao đây? Nhìn đây. Nhìn cho mày. Mày chết mày nha mày. Ê mày. Mày. Tao thấy là tao sắp chết đó. Bị gì vậy? Dí theo xe đó ngự kìa. Xe hư chạy hết nổi rồi, cha xuống ừ sửa. Ừ ơi. Lừa rống không? Đạn vậy mà nghĩ sao chạy thoát được anh em. Tính thoát mà được à. Tỉa nguyên cái súng của tăng vậy mà. Cái súng của tăng tao giữ tới giờ luôn mày. Tao mà dạ, dùng là coi như dùng cái súng hạng nặng đó. Tao coi như là chấm hết. Gì tao lộn được có tao xài không có ganh tị hả mày. Còn thằng đó quẹo xe lại nè, rảnh lắm lại đây. Nè chuẩn bị ra hai này chết với tao nè. Ủa quân mình quân địch. Mày
một bắn súng vậy một la vậy lên con máy này đấy chết ngát chết hết gì sao đây đông dữ vậy bởi vì sống mấy khu vực kia mới giải phóng xong thấy quen rồi này bơi nè này bơi nè bắn cái nào cũng nở như cái thau xạ thủ nè xạ thủ nè biết tao là quái xế không bởi vậy nó không biết tao là quái xế quái xế xong chạy bỏ mình luôn ghê thiệt được rồi để tao lấy xe tao dí theo chạy đi tao lôi mày lên cái gì vậy trời tao đụng chết mụ bắn súng luôn rồi vãi thiệt chứ rồi lên rồi mỗi lần mà lôi lôi mấy cái xe thường thường nó nhảy điệu cha 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 lắm nha ủa mà sao giờ không có ta tưởng đâu phải nhảy xe điệu này cha không, cha cha chứ lâu lâu mới bị mày game test bằng trí tuệ nhân tạo mày cứ chơi hoài xe mày mày thấy lúc trước các video thấy nhảy vũ điệu cha cha thấy chưa chứ không còn lúc đó còn có một video của mày video tao hư rồi tôi chạy lưu đạn luôn mày định điểm vậy thôi chứ ba dạng định cao số vách rồi gặp là phải phan chứ mày phan lỡ nổ chết được hai đứa tao lập công lớn sao tính trời lựu đạn phá nhà như ARK đây này là tự tiện quánh bắt sống mình thôi chứ làm sao mà trời lựu đạn bắt mình được ở đây còn xa không mà sao chạy lẹ đi hồi lát chơi xuống phút lụ bây giờ tao thấy thằng đó là nó hiện cái dấu sniper trên đầu nhưng mà chắc là có thể là sử dụng xuống phút lụ cũng hiện sao mà đường thỉnh kinh gì nghe xa quá đường thỉnh kinh còn xa giáng đang thiết quy hiện cận cửa không biết đi về đâu quá chà chà ê bạn bắn nó đi bạn ừ dạy lên xe giật không tao bắn không được chứ chắc cũng phải chờ tao xuống tao tiếp tế cho nó tao tiếp sức hồi sinh cho hai đứa đó bạn lên đây bạn gốc cây nữa nha tao vừa mới nói dứt câu tưởng lâu lâu nó mới chứ làm mày, mày thấy kìa anh chạy phải né nó không mày trên núi đổ xuống gãi nó ban luôn mang nào chết nó chịu thằng nào gan hơn đó ăn có thể lũ thẳng nó vô thấy mình né sao không? Nó không né mình thôi mắc gì mình nói né nó không ừ mất quá chết chùm thôi coi thằng nào có máu liều hơn à đủ. Liều ăn nhiều tớ chưa hình như là cái đồ cũng nằm trên kia lận mẹ ơi phải. Trên đỉnh núi cao mà sao đi xa dữ vậy trời chịu thôi biết này, sao giờ cái khu vực trên đây là khu vực núi mày đi bằng máy bay nè mà leo cái núi khu vực mà này là khu núi lên chiếm được cái núi đó là coi như là mình có được một cái khu núi vậy không thấy ngon không cái cảnh này thấy quen không mày quen gì như tao thấy tao đâu đã quen đi rồi đã đi rồi đi rồi chưa đi lần nữa gì đâu với lại con đường mà lên dốc như vậy á thiệt xa rồi có khu quẹo quẹo gì tao nhớ phải đây bốn chỗ này nhìn quen nha ờ cái cầu này khác mà tại mấy cái cảnh nó vô cùng quen thuộc với nhau đó mà không có gì đâu ờ giờ chỉ đường là tiểu đội xe công kính rồi thấy không xe bảy kính hết rồi bị đội xe công kính xe không có chứ. Kính không phải gì xe không có kính à ta càng ta vừa đã đụng kính bể hết rồi lên đi rồi chạy cái... không nổi xe thùng chạy yếu xịt cái xe quý giá của tao đâu rồi tao lên công thành đại chiến với mày coi mấy xe địa hình chạy lên này nổi xe thùng chạy yếu xìu né làm gì đụng luôn thấy không tao mày thấy chưa như... sợ bắt đầu lạng ra mày đâu cần phải lạng đâu tao lạng qua tao cố ý tao đụng nó đó chứ nhưng mà nó lạng qua nó né nữa hả thấy mình là né rồi thử bán lên luôn hay lắm bán lên rồi xong được bán ban không nổi sao chỗ này nghe nó quang du quang sơ cùng cốc như mày ừ ô cái nồn đâu nằm tuốt trên đây trời chỉ gì chỉ nồn đâu trên đỉnh núi cao chắc cái thằng đó chắc cũng bị bắt về trên núi về hay sao thì chứ hoặc đi, là bị ai giải xe, cứu về đi chiếc xe thùng mà đi lên núi về chết được sao tới rồi cố gắng lên còn xíu nữa được chưa được chạy chưa? Không nổi rồi đó xuống rồi còn có ký hiệu ở đây nữa ha ở đâu rồi lên kìa sát nhân trong bao kìa chết ngắt lúc nãy rộng dữ rồi thấy được hai tên cái nồn lớn quá đang đứng tâm sự với người hàng kế bên
đây 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 đây, nó sẽ đi vào tử địa. Có thằng móc mỏ lên giết nó lên đó luôn. Hai thằng canh thằng kia nữa các bạn. Có hai thằng đó, hai thằng có thằng này bơ nữa kìa. Tao nghĩ là không trên lầu kìa. Không sử dụng súng giảm thanh xem bộ hơi bị khó nha. Không được, cái này phải bắn súng thôi. Còn tí thấy tao rồi. Tao cũng nghĩ bị thấy nè. Này bơ đến sắp thấy rồi. Đây có thằng đi lại, giết con đó trước đi. Mày giết đó hai thằng kia. Không không. Nghi ngờ thôi chứ nó không biết. Chứ giờ nó tự dám nào này bơ liền. Vậy còn thằng đang đi trên tầng trên nè. Thì bộ khó ăn đây. Ồ có thằng tập thể dục bên đây nữa chứ. Nhảy chứ. Nè qua đây coi. Nhảy múa ra lửa nè. Rồi hết rồi, nãy mới nhảy múa. Bắn luôn đi. Bắn luôn à. Bắn đó. Nó. Vậy chứ. Chưa bố động nó đâu mày. Chưa bố động hả? Chưa bố động, chưa có quét đúng. Chưa bố động tốt bên kia lận. Có gái ngay đây nè. Rồi để tao tao hạ anh tặng trước cái, tao hạ anh tặng trước cái là chưa bổ động phước trong rồi. Từ thôi. Đây là phòng bên cái đằng sau cái bao mới là được. Được không đó. Có chừng quay lại nha. Mấy đó nó ưa quay lại lắm á. Thằng này giết được. Gục ngã liền rồi. Nay bơ, hôm nay bơ nè. Nổ súng rồi. Rồi tao giết cái là phá chưa bổ động đây rồi. Chưa bỏ động mình bắn súng giảm thanh vô mà. Lên 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 luôn. Tao tao giỏi mấy nghề xâm nhập rồi đó mấy nay. Chuyên nghiệp rồi. Sao trên đây sao có gì hết rồi. Còn thằng nữa, còn thằng cuối cùng á. Kiếm đi, kiếm nó đi. Chắc nằm trên quá mẹ ơi. Ừ nó nằm trên nên mới không thấy. Đây có chuông bỏ động để tao phá chuông bỏ động đây. Rồi xong, một cái cuối cùng là hết rồi. Hình như hết vô bỏ động rồi. Đây tao thấy có hai. Gục ngã liền. Còn nữa hay sao mà chưa xong nữa. Còn hàng đâu nữa ta? Trong đây nè. Coi trong mấy cái nhà đi, ngoài đây hết rồi. Thiệt chứ còn kẹt nữa. Lụm súng, lụm đạn liền. Lụm đạn gỡ vốn. Đâu ta? Này nghe ba cái kinh của thằng này nghe nhức đầu thì chứ vậy mà mê. Tao thấy cái ký hiệu màu đỏ gần gần đây mà tao không biết nó đâu. Ê cha, mất máu. Rồi nó ra đã bắn nổ cái nó ra thôi. Ra chưa? Thấy, thấy nó đang chạy chạy nè. Như con sói đấy mẹ ơi. Cái hiệu màu đỏ này trên cái đằng sói á. Bạn sói này đâu liên quan gì. Sóc lọ nó coi. Sói đó chỉ nên chạy ra thôi chứ đâu phải có nó. Có một thằng ở đâu nè. Trái nhà trái nhí hết rồi. Đốt đồn nữa. Thử ra không biết. Không ra lì thì. Mày ra không? Tao đốt hết luôn. Ôi trời ơi. Không ra đốt nhà cha cắt lượng gì lì dữ vậy. Tao làm giờ tao đóng vai Trương Phi đốt nhà. Rắm không? Hôm nay có không mà sao vậy? Không có gì nữa à. Thả lộ buồn xích thì ra rồi. Quậy quá. Cái nồng bự mày mà này trốn đâu rồi ta. Đâu rồi giết sói nữa rồi. Trình độ kỹ năng của mấy này cao dữ vậy. Chơi chơi núp rồi. Không lẽ là giết con sói đó thiệt. Nhét vào giết chút có. Rồi tao giết sói cái xong mày ơi. Tao nói mà. Ôi, chết rồi, tờ còn tí nữa tao nhảy lầu tự sát. Chứ vô à, giết sạch à. Hết rồi, đâu còn nào nữa đâu. Đồ khu này sẽ bụ lớn nha. Cái nồn lớn. Nhảy đỉnh vậy. Nhưng mà mấy cái nồn này tôi thấy bằng mấy cái nồn lớn trong quy mô lớn giống như Farena 4. Farena 4 có mấy cái nồn thiệt bự nhớ không?
Tao khoái Ở mấy cái đây nồn có nha. cái nồn quy mô lớn sao mình không biết sao? Rồi nhận vụ Thì đi. Không, đó không biết, nhưng mà cái nồn mà khởi như của Faraday 4 nó khó chiếm hơn này. Đã hơn. Đó. Trời ơi. Trong đây xem bộ nhiều đồ nha. Chưa đi kiếm, chưa đi lục xung quanh nữa. Rồi tao ơi, là vua vậy là của kết mấy cái thúc này. Video rồi. Ừ. Video này chỉ chiếm nồn thôi. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn cảm thấy sao video này thì để lại bình luận bên dưới, và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn. Dậy đi, dậy đi. Bắn tao luôn rồi mày. Cho mày. Xin chào. Ngu.